trận chiến khốc liệt tại cụm phòng tuyến Charlie, tỉnh Kon Tum đã diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 4 năm 1972 giữa tiểu đoàn 11 nhảy dù, đơn vị có biệt danh chiến trường là Sông Kiếm Trấn Ải, với hai trung đoàn Bắc Việt thuộc sư đoàn 320. Chiến đấu trong một tình thế vô cùng nghiệt ngã, không có sự yểm trợ của không quân chiến thuật. Tương quan lực lượng thì lại một người lính nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa phải đương đầu với 6 tên địch quân. Và cả tiểu đoàn 11 nhảy dù phải nằm chịu trận dưới cơn mưa pháo kích của một trung đoàn pháo binh Bắc Việt. Chưa tính đến một trung đoàn phòng không của đối phương đã khống chế các phi vụ trực thăng tiếp tế và tải thương của tiểu đoàn. Cuối cùng để bảo toàn quân số, với khoảng 150 chiến binh còn lại, tiểu đoàn 11 nhảy dù đã quyết định phá vòng vây, mở những đường máu đi triệt thoái khỏi ngọn đồi này. Vào ngày 11 và 12 tháng 4 năm 1972, quân địch đã mở trận hỏa công với hàng ngàn quả đạn pháo 130 ly, 122 ly và hỏa tiễn đủ các loại vào cứ điểm 960, 1020 và 1050 thuộc hệ thống phòng ngự của căn cứ Charlie. Gần 9 giờ sáng ngày 12 tháng 4 năm 1972, quân địch lại tiếp tục pháo kích lên ngọn đồi này một lần nữa. Trung tá Nguyễn Đình Bảo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù bị trúng nguyên một quả đạn pháo của địch xuyên qua hầm trú tại nơi ông. Cố trung tá Nguyễn Đình Bảo đã nằm xuống tại ngọn đồi Charlie vào ngày 12 tháng 4 năm 1972, khi vị tiểu đoàn trưởng này vừa đúng 35 tuổi. Ngay sau đó, tiểu đoàn phó thiếu tá Lê Văn Bể được Bộ Chỉ huy Lữ đoàn cử đảm nhiệm thay thế chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù của Trung tá Nguyễn Đình Bảo. Ngày 13 tháng 4 năm 1972, đại đội 111 của Trung úy Thinh từ đỉnh đồi 960 rút về đỉnh đồi 1020. Đến trưa, ông được lệnh tung quân sĩ đi tìm nguồn nước và làm bãi đáp trực thăng để di tản thương binh và quân nhân tử trận. Cả đại đội 111 chỉ còn hơn 50 chiến binh. Sau đó, cả đại đội đã quyết định cùng nhau triệt thoái khỏi ngọn đồi 1020 và nhắm hướng Đông Bắc làm hướng lui quân. Di chuyển được hơn 200m thì bị địch quân tấn công. Chúng đã bố trí sẵn để phục kích đại đội 111 tại khu vực đi qua này. Trong lúc đang điều động quân sĩ chống trả, Trung úy Thinh đã bị một tràng AK bắn vào người, đại đội trưởng tử trận. Trung úy Ba, người trung đội trưởng này đã nhào lên điều động quân sĩ bắn trả để vượt thoát khỏi vòng vây, nhưng cũng bị trúng đạn và tử trận ngay sau đó. Quân nhân có cấp bậc cao nhất còn lại trong lúc này là thiếu úy Khánh, sĩ quan tiền sát viên tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù, đã chỉ định trung sĩ Lung dẫn tổ kích binh xung phong mở đường máu để phá vòng vây tiếp tục lui quân. Người hạ sĩ quan can trường này đã cầm đại liên quạt tứ phía để mở đường cho đồng đội rút đi. Cuối cùng, trung sĩ Lung bị một quả P-40 bắn vào người và hy sinh một cách đầy anh dũng. Ngày 14 tháng 4 năm 1972, địch quân lại tiếp tục mở thêm một đợt tấn công mới. Một phần của tuyến phòng ngự thuộc đại đội 114 bị địch tràn ngập khắp nơi. Vào lúc này, đơn vị đã hết đạn và cạn lương thực. Trước tình thế vô cùng nguy kịch, để bảo toàn quân số còn lại, thiếu tá Lê Văn Mễ đã ra lệnh cho quân sĩ tiếp tục rút lui. Anh đã xin Bộ Chỉ huy Lữ đoàn 2 nhảy dù, nửa giờ sau cho bắn đạn pháo nổ ngay trên đồi 1020. Rồi sau đó ra lệnh cho các đại đội rời khỏi cao điểm 1020 đi về hướng Đông Bắc phương giác 800 để tìm đường rút quân về Tân Cảnh, thay vì về Võ Định nơi đóng quân của Bộ Chỉ huy Lữ đoàn 2 nhảy dù, vì vị trí này quá xa căn cứ Charlie. Ba tiểu đoàn quân địch tràn lên chiếm Charlie thì bị 6 chiếc B-52 Việt Nam Cộng Hòa sức trận dội hàng ngàn tấn bom xuống đầu. Địch quân bị tan nát dưới trận mưa bom khủng khiếp. 5 giờ chiều ngày 14 tháng 4 năm 1972, cả tiểu đoàn đồng loạt rút quân xuống núi theo sườn thoi thỏi. Những trái bom B-52 đầu tiên nổ xuống khi người lính cuối cùng của đại đội 112 vừa xuống đến chân núi. Đoàn quân di chuyển hàng một và đi xuyên đêm không ngừng nghỉ. Rạng sáng ngày 15 tháng 4 năm 1972, tiểu đoàn đi tới một bãi lao sậy trống trải. Quan sát địa hình, thiếu tá Mễ thấy khu vực này có thể làm bãi đáp để trực thăng xuống bốc người, nên ông đã lệnh cho tiểu đoàn dừng quân tại đây. Vị thiếu tá này điều động một tổng quân tiến sát qua suối để bảo vệ cảnh sườn và dặn các đại đội chia ra từng tổn 8 người đợi trực thăng đến bốc.
Sau đó, thiếu tá Mễ chỉ cho thiếu tá Đất Phi, cố vấn trưởng tiểu đoàn về vị trí điểm dừng quân và yêu cầu vị cố vấn này gọi trực thăng Hoa Kỳ đến bốc đoàn quân về Võ Định. Sau khi liên lạc với không quân, cố vấn Đất Phi báo cho thiếu tá Mễ biết là khoảng 15 phút nữa trực thăng sẽ có mặt tại nơi này. Nhưng không còn thời gian chờ đợi được nữa, địch quân đã phục kích sẵn quanh bãi đáp này và tràn lên như dòng nước lũ tấn công khủng khiếp vào tiểu đoàn. Đại Quý Nho, đại đội trưởng đại đội 110 đã điều động binh sĩ chống trả quyết liệt để bảo vệ ban chỉ huy tiểu đoàn. Anh đã rung hủ đột để chống trả các toán quân địch đang bao vây Kính Lê Anh. Địch quân kêu gọi anh đầu hàng, nhưng vị chỉ huy này đã quyết tử không chịu khuất phục. Người đại đội trưởng này đã ấn tay vào cò súng, rỉa từng lọt đạn máu về phía đối phương. Trong khi đang chiến đấu, một phát súng địch quân bắn trúng vào đầu anh. Để rồi tử sĩ anh hùng này đã mãi mãi nằm xuống tại ngọn đồi này. Cũng chính nhờ vào sự chiến đấu khen trường của đại đội trưởng Nho, nên ban chỉ huy của thiếu tá Mễ đã vượt thoát khỏi vòng vây của địch. Trung úy Long, trưởng ban 2 kiểm tra lại quân số, thì lúc này chỉ còn có 37 người. Ngay sau đó có 3 chiếc trực thăng của đồng minh Hoa Kỳ bay vào vùng đáp trực thăng dự định trước đó. Một chiếc hạ xuống bốc người, hai chiếc kia nhờ xung quanh có lao sậy thấp nên các xạ thủ phi hành đoàn quan sát thấy rõ địch quân. Họ đã tán xạ liên tục vừa đại liên vừa rocket kép để đuổi quân địch ra khỏi khu vực ban chỉ huy của tiểu đoàn. Thiếu tá Mễ do bị ảnh hưởng bởi quả lựu đạn bộc phát của địch ném vào hôm trước, nên lúc di chuyển phải nhờ Trung úy Long đỡ phụ. Nhưng khi trực thăng xạ xuống để đón, thiếu tá Mễ đã nói: "Mình là cấp chỉ huy và có máy truyền tin nên cần phải là người đi sau chót." Sau đó Trung úy Long đã sắp xếp cho toán 7 người bị yếu sức và bác sĩ Tô Phạm Liệu, y sĩ trưởng của tiểu đoàn đi chuyến đầu tiên. Số còn lại vừa chạy vừa trông chờ trực thăng khác đáp xuống. Họ yêu cầu cố vấn Đất Phi gọi cho trực thăng bay nhanh hơn vì địch quân đã cận kề phía sau. Khi trực thăng trở lại thì phía không yêu cầu cố vấn Đất Phi lên trước. Nhưng vị sĩ quan Hoa Kỳ này đã khẳng khái từ chối và nói với phi hành đoàn rằng: "Tôi đi rồi, các anh đâu chịu trở lại cứu những người bạn nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa của tôi." Chuyến thứ tư bốc thêm một số người. Còn lại 5 người là thiếu tá Mễ, thiếu tá Hải trưởng ban 3, thiếu tá Đất Phi, Trung úy Long và Hạ sĩ Long. Chuyến chốt vừa đến thì quân địch đã tiến đến rất sát. Mọi người cố gắng trèo nhanh lên trực thăng. Vừa lên hết thì bỗng nghe một loạt đạn. Nguyên một tràng AK bắn trúng trực thăng. Phi công phụ và một xạ thủ phi hành bị chết ngay tại chỗ. Thiếu tá Hải bị trúng đạn ngay bàn chân. Cả người anh rớt khỏi máy bay ở độ cao 3 mét. Lập tức thiếu tá Đất Phi nhảy theo đỡ thiếu tá Hải. Vì nếu ông không nhảy xuống thì phi công có thể vì hốt hoảng mà bay đi luôn. Từ trực thăng, Trung úy Long nhìn thấy thiếu tá Đất Phi đang đứng bơ vơ phía dưới. Anh vừa khâm phục vừa cảm mến người bạn đồng minh tốt bụng, gan dạ và vô cùng can đảm này. Long tự nghĩ nếu trực thăng không đáp, anh cũng sẽ nhảy xuống để cùng được sống chết, bảo vệ người bạn đồng minh Hoa Kỳ đầy tình huynh đệ chi binh này. Khi trực thăng hạ thấp xuống, cố vấn Đất Phi bế thiếu tá Hải lên sàn phi cơ. Trung úy Long và thiếu tá Mễ giơ tay cố kéo thiếu tá Đất Phi lên trực thăng. Lên tới vị cố vấn này đã vội kéo xạ thủ phi hành vừa bị trúng đạn định băng bó, nhưng anh này đã bị trúng đạn quân địch quá nhiều nên đã tử trận. Còn viên phi công phụ, theo lời của thiếu tá Hải kể lại, anh này đã được sắp xếp chuẩn bị để bay về Mỹ. Thế nhưng vì hôm đó thiếu sĩ quan đi cùng trực thăng, nên anh đã quyết định bay theo đoàn, và đó cũng là chuyến bay định mệnh cuối cùng của người bạn đồng minh Hoa Kỳ anh hùng này. Cố đại tá Nguyễn Đình Bảo, nguyên là trung tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù tự trận trên đỉnh Charlie thuộc tỉnh Kon Tum, vùng 2 chiến thuật trong mùa hè đỏ lửa năm 1972. Cố trung tá Nguyễn Đình Bảo đã nằm lại Charlie vào ngày 12 tháng 4 năm 1972 khi vừa đúng 35 tuổi. Trong 14 năm theo nghiệp đại lính, ông đã từng tham gia rất nhiều trận đánh lớn nhỏ khắp 4 vùng chiến thuật. Tên tuổi của ông gắn liền với những trận đánh khốc liệt như năm 1965 giải vây Đức Cơ, năm 1966 ở Chiêu Reo Bồng Sơn, năm 1967 hành quân khắp Thừa Thiên Quảng Trị từ sông Hương ra tới phá Tam Giang. Sau Tết Mậu Thân năm 1968 thì về vùng Đồng Ông Cổ, Hóc Môn, Bà Điểm.
Sau đó là Tống Lê Chân, Cà Tùm, sông Vàm Cỏ, Khe Sanh và Hạ Lào. Từ tháng 5 năm 1971, ông về nắm chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù cho đến phút cuối cùng ở Charlie. Trong thời chinh chiến, người ta thường đổi một là sanh cỏ, hai là đỏ ngực, có nghĩa là hoặc chết thì được chôn cất đàng hoàng, hoặc chiến thắng với huy chương đầy ngực. Nhưng trường hợp của cố đại tá Nguyễn Đình Bảo ở đây, thì ông đã nát thân ở Charlie mà không có được cả một năm hồn sanh cỏ cho ông. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Hãy bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh và ấn vào chuông bên cạnh để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.